nha. Điện máy An Gia vừa về một con Mitsu chân voi 18 lít. Tương đối đẹp. Cái con máy này thì mình thấy nó ưu điểm nhất của nó là độ, thật sự là nó không có một tiếng tí tiếng lốc luôn. Cái dòng đời này mình rất thích cái dòng đời này, chạy là siêu êm luôn. Dòng đời cao chưa chắc đã êm bằng những cái dòng như này. Đấy nhá. Đấy. Thì hiện tại mình đang có hai máy. Đẹp. Thì con này dùng cho phòng khoảng 70-80 mét vuông đổ lại. Nói chung là dòng lớn nhất của hàng nội địa Nhật rồi. Mọi người có nhu cầu về con máy này thì có thể liên hệ với bên mình theo số điện thoại 0967 788 183 nhé, hoặc là comment ở dưới bên mình sẽ trả lời câu hỏi.